Liệu có ai đoán được đâu là người đang gặp tình trạng ho nhẹ hay không? Bác sĩ đã thử bài test này trên 3 khách hàng ngẫu nhiên của Lạc Viện Intech và câu trả lời của mọi người là... Ê, sao khó ấy? Em không biết. Ê, sai rồi. Ủa, sai hả? Sao mà khó đấy? Các bạn có thấy không? So với trường hợp ho nặng rất dễ bị nhận biết do phần môi dưới cộm lên và phần tầng mặt dưới nhô ra phía trước thì tình trạng ho nhẹ rất khó để nhận biết. Vậy làm sao để nhận biết mình có đang bị ho nhẹ hay không? Và ho nhẹ thì có cần niềng răng hay không? Bác sĩ sẽ trả lời chi tiết trong video ngày hôm nay nhé. Tôi là bác sĩ Lan Anh, chuyên gia chỉnh nha tại Nha khoa Lạc Viện Intech. Để đánh giá được là răng của bạn có đang bị ho nhẹ hay không, bác sĩ sẽ xét trên hai khía cạnh về răng và về sự hài hòa của thẩm mỹ gương mặt. Xét về khía cạnh đầu tiên là khía cạnh về răng thì thường những ca ho nhẹ sẽ là những ca ho do răng, tức là xương hàm trên và xương hàm dưới hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên răng hàm trên có xu hướng mọc chếch ra phía trước 20 đến 30 độ so với răng hàm dưới. Ngoài ra có thể xác định răng ho bằng cách đo đạc khoảng cách giữa răng cửa hàm trên và răng cửa hàm dưới. Theo đó, nếu khoảng cách này chỉ từ 3 đến 4mm thì được xem là răng ho nhẹ. Để các bạn hiểu rõ hơn về cách xác định răng ho nhẹ, bác sĩ sẽ phân tích trên một cây thực tế mà bác sĩ đang điều trị. Như các bạn có thể thấy, khi nhìn ở góc nghiêng, tình trạng bạn này đang gặp phải là răng cửa hàm trên chìa ra phía trước khoảng 25 độ so với răng cửa hàm dưới. Ngoài ra, khi đo đạc độ cắn chìa giữa răng cửa hàm trên và răng cửa hàm dưới thì ở đây đang khoảng 4mm. Với tình trạng ho nhẹ như thế này, khi bạn ấy cười, rất khó để phát hiện rằng bạn ấy đang bị ho, trừ khi ai đó phải để ý thật là kỹ thì mới phát hiện ra rằng bạn ấy bị ho. Ngoài ra, để xác định xem bạn ấy có bị ho nhẹ hay không thì bác sĩ còn đánh giá dựa trên thẩm mỹ khuôn mặt. Tiêu chuẩn là đường thẩm mỹ E kể từ đỉnh mũi đến đỉnh cằm. Nếu hai môi nằm trước đường thẩm mỹ E 1 đến 2mm thì gọi là ho nhẹ. Dù răng ho nhẹ không có nhiều biểu hiện rõ nhưng nếu chủ quan không điều trị sớm thì sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chức năng ăn nhai cũng như sức khỏe răng miệng. Cụ thể như sau, thứ nhất là ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Tuy tình trạng ho nhẹ không gây chú ý nhiều nhưng nếu người đối diện nhìn ở góc nghiêng thì có thể phát hiện ngay. Vì thế răng ho nhẹ sẽ làm góc nghiêng của bạn trở nên mất thẩm mỹ. Thứ hai là ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai. Răng giữ nhiệm vụ ăn nhai thức ăn nên cần có sự tương quan hòa hợp giữa khớp cắn hai hàm. Vì thế răng ho nhẹ sẽ làm hai hàm sai khớp cắn, ảnh hưởng đến chức năng nhai nghiền thức ăn. Chưa kể nếu không khắc phục tình trạng răng ho thì khớp thái dương hàm bị đau nhức vì quá trình chuyển động sai lặp lại nhiều lần. Thứ ba là tăng tỷ lệ mắc bệnh răng miệng. Răng bị ho làm tăng tần suất tiếp xúc giữa răng cửa hàm trên và lợi hàm dưới khi ăn nhai, từ đó dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh như viêm nha chu rất nguy hiểm. Với những hậu quả mà tình trạng răng ho nhẹ gây ra, có rất nhiều bạn lên các trang hội nhóm nha khoa niềng răng để xin lời khuyên hay thậm chí là inbox bác sĩ để nhận được sự tư vấn, không biết là răng ho nhẹ thì có nên niềng răng không. Với tình trạng răng ho nhẹ như thế này, để trả lời có nên niềng răng hay không, bác sĩ sẽ dựa trên 3 yếu tố là thẩm mỹ, khớp cắn và chức năng. Những yếu tố này chỉ có thể đánh giá được khi bác sĩ lấy đầy đủ dữ liệu là hình ảnh thực tế của khách hàng, bao gồm các hình ảnh chính diện, góc 45 độ và góc 90 độ, kèm theo scan mẫu hàm 3D trên máy iTero 5D và phim chụp X-quang CT con beam. Để hiểu rõ hơn về quyết định của bác sĩ có nên niềng răng ho nhẹ hay không, bác sĩ sẽ phân tích thực tế trên một khách hàng mà bác sĩ đã tiếp nhận điều trị được hơn 2 năm và kết quả vô cùng thành công. Xét về yếu tố thẩm mỹ, một số bạn ho nhẹ nhưng vẫn có gương mặt cân đối hài hòa thì những bạn đấy có thể không cần phải niềng. Tuy nhiên, đối với trường hợp của bạn này, nhìn mặt nghiêng ở tư thế nghỉ thì bạn ấy có gương mặt khá là hài hòa cân đối. Nhưng khi bạn ấy cười lên thì lại để lộ rõ khuyết điểm răng ho làm bạn ấy bị mất tự tin khi giao tiếp. Với tình trạng của bạn này thì bác sĩ khuyên là nên niềng răng và chắc chắn rằng sau khi niềng bạn ấy sẽ có một nụ cười vô cùng ưng ý. Yếu tố thứ hai mà bác sĩ xét đến, xem những trường hợp ho nhẹ có nên niềng răng hay không là yếu tố khớp cắn. Có những trường hợp chỉ bị ho nhẹ ở vùng răng cửa phía trước, tuy nhiên khớp cắn răng sau lại hoàn toàn bình thường. Những trường hợp này có thể không cần phải niềng. Nhưng có rất nhiều bạn gặp tình trạng giống như bạn này. Ngoài cái vấn đề là ho vùng răng cửa phía trước thì khớp cắn răng sau cũng không đạt được sự lồng múi tốt. Những trường hợp như thế này thì bác sĩ khuyên là nên niềng răng. Ngoài vấn đề cải thiện răng ho phía trước còn cải thiện khớp cắn phía sau, mang đến sự ổn định khớp cắn khi ăn nhai. Bởi những trường hợp này nếu như mà các bạn không niềng thì sẽ gây một số những hậu quả nghiêm trọng như ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm, dễ dắt thức ăn khi ăn nhai, gây sâu răng, viêm lợi và rất khó để điều trị dứt điểm. Với tình trạng của bạn này, khi mà bác sĩ phân tích thì bạn ấy đều gặp cả hai yếu tố mà bác sĩ đã kể trên. Chính vì thế trường hợp này chắc chắn là phải niềng răng rồi. Khi đã xác định được tình trạng răng ho nhẹ có cần niềng răng hay không, bác sĩ sẽ tiến hành bước lên phác đồ điều trị. Thông thường để kéo giảm ho thì bác sĩ sẽ tiến hành nhổ răng để có khoảng kéo lùi giảm ho. Tuy nhiên đấy là với những tình trạng ho từ trung bình đến nặng. Còn với những trường hợp răng ho nhẹ, bác sĩ có rất nhiều kỹ thuật để giúp các bạn giảm ho mà không cần phải nhổ răng. Như cách thứ nhất là dùng chun kéo. Đây là cách can thiệp tối thiểu nhất. Mình sẽ dùng chun để kéo hàm trên và hàm dưới, hay còn gọi là chun liên hàm, để giảm
giảm độ cắn chìa. Cách thứ hai là mình có thể xẻ kẽ những răng ở phía trước để làm giảm độ cắn chìa của các răng cũng như dựng trục răng. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể dùng phương pháp nong hàm, nong rộng cung răng hai hàm, tìm các khoảng trống để kéo lùi nếu răng cửa bị hô. Cuối cùng có thể giảm hô cho răng mà không cần phải nhổ răng là di xa toàn bộ hàm trên hoặc hàm dưới ra phía sau để giảm hô. Lấy ví dụ về phương pháp điều trị cho các ca hô nhẹ, bác sĩ tiếp tục đưa ra phác đồ điều trị cho bạn khách hàng vừa rồi trên công nghệ X-Matrix tại nhà khoa Lạc Việt Intech. Đây là tình trạng răng ban đầu của bạn nhí. Cung răng hai hàm thì hẹp, răng cửa hai hàm thì bị chìa ra phía trước. Ngoài ra khớp cắn phía sau thì cũng không đạt được sự lồng múi tối đa. Với tình trạng của bạn này, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị như sau. Đầu tiên là bác sĩ sẽ nong rộng cung răng hai hàm. Sau khi mà đã dàn đều xong thì bác sĩ sẽ tiến hành kéo lùi toàn bộ hàm trên để giảm hô. Đồng thời bác sĩ sẽ đưa về khớp cắn đúng là sự lồng múi tối đa của răng sau. Và sau đây bác sĩ sẽ cho các bạn xem dịch chuyển răng của bạn khách hàng trên công nghệ X-Matrix, biết trước kết quả điều trị chính xác đến 99,9%. Đầu tiên bác sĩ sẽ nong rộng cung răng hai hàm, đồng thời dàn đều cung răng hai hàm. Sau khi mà răng đã đều rồi, bác sĩ sẽ tiến hành kéo lùi toàn bộ nhóm răng hàm trên về phía sau, đưa về khớp cắn đúng. Như các bạn có thể thấy, kết quả đạt được bao gồm hết cắn hô, lồng múi tốt và đường giữa hai hàm thì thẳng nhau. Trên đây là chia sẻ của bác sĩ về chủ đề răng hô nhẹ có nên niềng răng không, được nhiều bạn theo dõi quan tâm và yêu cầu giải đáp. Nói tóm lại, với tình trạng răng hô nhẹ, nếu tình trạng này khiến bạn tự ti về ngoại hình cũng như gây cản trở trong quá trình ăn nhai hay sinh hoạt thì tốt nhất là nên niềng càng sớm càng tốt. Nếu các bạn có thắc mắc gì về việc niềng răng hô thì hoàn toàn có thể tìm kiếm từ khóa niềng răng tại kênh Lạc Việt Intech Niềng Răng để xem những video liên quan đến vấn đề này, hoặc có thể bình luận bên dưới video, tôi sẽ trả lời chi tiết cho các bạn nha. Đừng quên ấn like và subscribe kênh Lạc Việt Intech Niềng Răng để đón chờ những video về trình nha thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.